Chào mừng các con đến với tiết học hôm nay. Hôm nay, cô trò chúng mình cùng nhau đi tìm hiểu bài mỹ thuật lớp 4, chủ đề đồ dùng hữu ích, bài 1, đồ gia dụng quen thuộc, 2 tiết. Ở bài học này, các con cần chuẩn bị bút chì, tẩy, màu vẽ, giấy màu, kéo, hồ dán, bìa hộp. Mục tiêu bài học: học sinh nêu được tên gọi và chức năng của những đồ gia dụng mà con biết. Học sinh tạo hình và trang trí được đồ gia dụng theo yêu thích. Học sinh chỉ ra được cách kết hợp hình, khối để tạo sản phẩm. Học sinh biết giữ gìn, bảo quản để phát huy giá trị của đồ dùng gia dụng. Các con cùng nhau đi tìm hiểu hoạt động 1, khám phá. Khám phá đặc điểm hình dáng các đồ gia dụng. Con hãy quan sát hình và chia sẻ tên gọi và chức năng của những đồ gia dụng mà con biết, các bộ phận của mỗi đồ gia dụng, hình khối, chất liệu tạo nên mỗi đồ gia dụng. Trong gia đình của chúng mình có rất nhiều đồ gia dụng khác nhau, ví dụ như tủ lạnh, nồi cơm, máy xay sinh tố, cốc, thìa, đĩa. Mỗi một đồ gia dụng lại có những tác dụng riêng. Chúng được tạo nên bởi những hình khối cơ bản, ví dụ như hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật. Và mỗi vật dụng đều được tạo nên bởi những chất liệu khác nhau, đúng không nào? Các con cùng nhau đi tìm hiểu hoạt động 2, kiến tạo kiến thức và kỹ năng, các bước tạo hình và trang trí đồ gia dụng. Các con hãy quan sát hình để nhận biết các bước tạo hình và trang trí đồ gia dụng. Chúng mình có thể tạo hình và trang trí đồ gia dụng theo 4 bước sau. Bước 1, xác định hình, kích thước và cắt giấy để tạo các bộ phận của đồ vật. Bước 2, gấp và dán giấy đã cắt tạo hình khối của đồ vật. Bước 3, làm thêm các bộ phận tạo đặc điểm của đồ vật. Bước 4, trang trí và hoàn thiện sản phẩm. Các con nhớ nhé, kết hợp các hình khối với tỷ lệ phù hợp có thể tạo được mô hình đồ gia dụng theo ý thích đấy. Để các con hiểu rõ hơn về cách thực hiện, cô xin mời các con cùng theo dõi một đoạn video ngắn sau đây.
Bây giờ là thời gian luyện tập sáng tạo của các con. Nội dung luyện tập, con hãy tạo hình và trang trí đồ gia dụng yêu thích. Gợi ý, con hãy tưởng tượng con là nhà thiết kế đồ dùng gia dụng, xác định hình dáng, màu sắc, công dụng của đồ vật sẽ thiết kế. Lựa chọn giấy bìa, màu phù hợp để tạo sản phẩm theo gợi ý. Lưu ý, con có thể sử dụng hình khối của vật liệu đã qua sử dụng để tạo sản phẩm. Chúng mình cùng quan sát một số sản phẩm tham khảo của các bạn học sinh để có thêm ý tưởng cho bài thực hành của mình. Sau khi hoàn thành sản phẩm, các con hãy trưng bày và chia sẻ cảm nhận về sản phẩm của mình, của bạn. Con hãy tạo gian hàng, giới thiệu sản phẩm về đồ gia dụng, sắm vai là người bán hàng để chia sẻ và phân tích về tên và chức năng của đồ gia dụng mà con đã tạo, hình khối, màu sắc và cách trang trí sản phẩm, kỹ thuật cắt dán và trang trí như thế nào, sản phẩm mà con yêu thích là gì. Con có ý tưởng điều chỉnh như thế nào để sản phẩm của con hoàn chỉnh hơn? Chúng mình cùng nhau đi tìm hiểu nội dung vận dụng phát triển của bài học. Các con hãy tìm hiểu giá trị thẩm mỹ của đồ gia dụng trong cuộc sống. Con hãy quan sát để nhận biết thêm về vai trò và giá trị thẩm mỹ của đồ gia dụng trong cuộc sống. Sự kết hợp hài hòa của hình khối, màu sắc có thể nâng cao giá trị thẩm mỹ của sản phẩm, đồ gia dụng, góp phần làm đẹp thêm cho cuộc sống. Chúng ta cần giữ gìn, bảo quản để phát huy giá trị của đồ gia dụng nhé! Bài học hôm nay của chúng mình đã kết thúc rồi. Các con cùng nghe dặn dò. Bài sau, hình in với giấy gói quà, chuẩn bị giấy vẽ, giấy màu, hoa, rau, củ, quả có sẵn. Tạm biệt các con, hẹn gặp lại các con trong những bài học sau.